Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 1 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông và thành phố Hạ Long, dự báo trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa nhỏ, ngày mai không mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, trời rét hại, nhiệt độ dao động từ 6 đến 14 độ các địa phương Quảng Yên, Uông Bí và Đông Triều thuộc khu vực miền Tây của tỉnh dự báo trời có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 cho đến 14 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng cấp 2 cấp 3, từ sáng mai tăng lên cấp 4 cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cấp 3 cấp 4, tầm nhìn xa từ 6 đến 10 km, trời giết hại, nhiệt độ từ 6 đến 12 độ. Như vậy, thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa nhỏ, ngày mai không mưa, trời giết hại. Vùng núi cao Yên Tử và một số đỉnh núi cao ở Bình Liêu có khả năng nhiệt độ xuống dưới 2 độ và có thể xảy ra băng giá. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên tại Bắc Bộ tiếp tục có mưa nên nhiệt giảm thêm và rét hại có thể xảy ra diện rộng. Với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức từ 7 cho đến 10 độ. Riêng vùng núi phổ biến ở mức từ 3 cho đến 6 độ, có nơi vùng núi cao có thể giảm xuống 0 độ. Vào ban ngày trời âm u và tiếp tục rét hại với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 9 đến 12 độ. Đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới và vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Với các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, nền nhiệt giảm sâu, trời rét hại với nhiệt độ trong ngày giao động từ 9 cho đến 14 độ. Và không khí lạnh cũng tiếp tục gây mưa, tập trung tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế chỉ từ 16 cho đến 19 độ còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là từ 22 đến 26 độ. Riêng một số nơi thuộc Ninh Thuận đến Bình Thuận có thể cao hơn từ 1 cho đến 3 độ. Với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn đặc trưng của mùa khô, phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày. Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở vùng Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và vùng biển phía Đông của khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông của quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 m biển động. Khu vực Bắc biển Đông và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7 có lúc cấp 8 giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 6 m biển động mạnh. Còn vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên toàn khu vực Biển Đông có mưa vài nơi, riêng khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác.